Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách gắn cữ quấn lai nha. Cữ quấn lai các bạn có thể quấn thẳng cũng được, hay là quấn lai bầu. Quấn cái này mình có thể sử dụng quấn lai áo sơ mi cũng được nha. Đây là cái cữ này các bạn. Đây là cái cữ, cái kết cấu của cái cữ thì mình mở ra mở vô được nha. Đây nè. Đó. Còn đây là các cái lòng đèn để mình cho vào con ốc để mình vặn á. Đây. Thì ở trong cái máy của mình á, là nó có trên bàn máy của mình nó có hai cái lỗ này này, hai cái lỗ để mình gắn cái cữ này vô này. Đó, thì các bạn sẽ xỏ mấy con ốc, cái lòng đèn này vô mấy cái con ốc này, và mình sẽ gắn cái cữ vào đây. Đó, thì tùy theo cái các bạn thích vặn lỗ trong hay lỗ ngoài thì tùy nha, để mình căn cho cái cữ của mình nó trúng vô cái mình căn để mình chạy cho nó được á. Thì bây giờ mình sẽ lắp vào lỗ bên trong nha. Đó, các bạn sẽ siết vô. Các bạn sẽ siết vô thì đây là cái con ốc để mình, thì các bạn siết chặt cái này vô cái này để mình gắn cho cái cữ nó ngay này. Đó, khi mình gắn cho cái cữ nó ngay rồi thì mình sẽ siết chặt con ốc này vô. Đó, mình sẽ siết chặt con ốc này vô này. Đó, các bạn siết chặt vô. Còn cái này của mình á, và mình chỉnh ra, mình chỉnh cho cái cữ nó ra vô nha. Đây, cái ốc này của mình sẽ chỉnh cho cái cữ mình ra vô này. Đây, các bạn sẽ vặn cái này ra. Thì cái này của mình sẽ chỉnh ra vô được nha. Thì các bạn sẽ nhắm cái hướng kim của mình này, này. Đấy, các bạn sẽ gắn cái cữ này vô và các bạn sẽ vặn thử vào đã. Mình sẽ làm cái vải cho một miếng vải và xem sao đã. Các bạn gắn rồi, sau khi mà gắn cữ xong thì các bạn sẽ thay chân vịt cho mình nha. Các bạn sẽ lấy chân vịt mí 1 ly nha các bạn. Chân vịt mí 1 ly ở bên trái nha các bạn. Đó, đây là chân vịt mí 1 ly này. Đó, các bạn hãy mua bên trái cho mình. Là cái chân vịt này là nó có một bên chân cao, một bên chân thấp nha. Thì đây là mình gắn cái chân vịt này vô thì mình sẽ giữ được cái mí ly của mình ở bên trong, nó sẽ không bị sụp nha. Chạy cữ thì mình cần nhất là chân vịt 1 ly nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ vặn ra và các bạn thay chân vịt vào cho mình. Mình chạy cái này là rất là tiện đấy các bạn ạ. Nếu mà các bạn nào mà may công nghiệp á thì cần cái cữ này và chân vịt như vậy thì các bạn sẽ ra hàng ầm ầm thôi, rất là tiện lợi nha các bạn. Đó, sau khi các bạn gắn cữ vào cho mình xong thì mình sẽ các bạn sẽ căn cho mình cái mũi kim nha. Cái mũi kim và cái cữ nó sẽ ngay với nhau nha, nó sẽ thẳng vào cái mũi kim nha. Thì các bạn chạy nó vô nó rất là đẹp. Đó, sau khi các bạn gắn chân vịt vô thì các bạn sẽ lấy cho mình một miếng keo hai mặt nha, và các bạn sẽ cắt miếng nhỏ nhỏ thôi. Các bạn sẽ gắn sát vào cái chân vịt ở bên trong nha, để cho khi mà mình chạy cái dây viền nó không bị đẩn ra ngoài thì mình sẽ không bị sụp mí và nó sẽ đều mí cho các bạn nha. Đấy, gắn sát vào đây cho mình. Đó, bên trong là nó có cái 1 ly rồi, còn bên ngoài nó có cái miếng giấy đấy, thì miếng giấy hay keo hai mặt đấy, thì khi mà các bạn chạy thì nó sẽ nằm êm ở bên giữa, thì nó sẽ không bị chạch qua bên phải bên trái nha các bạn. Nó sẽ nằm êm bên giữa và đi rất là nhanh nha. Trước khi các bạn chạy cho mình thì các bạn sẽ quấn cho mình trước nha. Quấn cho mình cái cữ của mình 5 ly thì mình sẽ quấn 5 ly. Đó, quấn 5 ly và các bạn sẽ may cho mình vài mũi trước rồi mình sẽ kéo cái cữ vô nha. Đó, các bạn sẽ may cho mình vài mũi trước. Đó, sau khi các bạn để vải vô thì bên kia nó có một miếng keo. Miếng keo của mình nó sẽ nằm ở bên đấy thì là sẽ không có ẩn cái miếng vải của mình qua bên kia được, cho nên miếng vải của mình sẽ nằm êm ở đấy, là mình chạy rất là an toàn nha. Các bạn chạy cho mình trước mấy ly này, rồi các bạn sẽ kéo cữ vào cho mình. Đó, kéo cữ vào và xong các bạn sẽ đẩn cái cữ lên. Đó, các bạn đẩn cái cữ lên. Bạn ẩn dưới này thì các bạn coi cái đầu kim này này. Đó, nó đi ở đây 1 ly, cứ 1 ly là được. 1 ly là cái cữ của mình là đi là được đấy. Xong rồi các bạn sẽ cứ chạy.
Đấy, các bạn sẽ cứ chạy chiếc chiếc ốc phải chặt vô này, chiếc chặt vô cho nó khỏi bị xoay. Đó, các bạn cứ thế là nếu mà các bạn đã cữ mà các bạn đã chuẩn như vậy rồi, nó ngay ở đầu kim như vậy rồi. Đó, ngay ở đầu kim như vậy nó cứ một ly rồi. Thì nó như vậy là các bạn cứ để các bạn chạy như vậy thôi. Là cứ của mình chạy đi rất là đẹp luôn này. Đó, đó nó quấn người rất là đẹp đúng không? Đây này các bạn xem mình chạy này. Đây, các bạn thấy đẹp không? Đều đúng không? Đấy, rất là đều, cứ đi rất là đều. Đó, thì các bạn cứ chạy thôi. Gắn cứ chuẩn thì các bạn cứ chạy thôi, với mình thôi. Đó. Cái này là cái vải, cái này là cái vải vải dọc này, cho nên là mình chạy cữ nó khó hơn là các bạn chạy lai áo á, nó có cái độ bầu và độ giãn á, nó dễ hơn. Cái này là cái đường biên nên mình chạy nó không có được nhanh lắm. Đấy, cứ thế là các bạn chạy lên là rất là đẹp luôn. Đây này. Đấy, rất là đều đúng không? Đấy, đây, rất là đều. Rất là đều luôn. Đây. Đấy thì là đây là cái cách mà gắn cữ nha các bạn. Đấy, khi các bạn may xong rồi thì các bạn sẽ kéo cái cữ này ra. À, khi mà may xong bắt đầu may thì các bạn kéo cữ này ra rồi bắt các bạn đùi đần cữ này vô rồi cuộn vào đây. Cuộn vào đây khi mà may mình may hết cái công đoạn rồi, khi mà cái này là các bạn may cữ này là các bạn may lai tròn được nhá. May lai tròn khi mà tới cái đường sắp sửa kết thúc thì các bạn kéo cữ này ra và mình sẽ dùng cái chân vịt để may hết luôn. Đấy thì cái cữ này rất là tiện lợi này các bạn này. Nếu mà ai mà cần mua cữ hay là mua phụ liệu may mặc gì thì cứ nhắn tin Zalo cho mình nha. Nhắn tin Zalo cho mình thì mình ship tận nơi nha. Đó là các bạn cứ làm như vậy là rất là ok nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Đó, các bạn nhớ bấm đăng ký, chia sẻ và ủng hộ kênh của mình với nha. Cảm ơn rất là nhiều nha. Chúc các bạn sẽ mua cữ này và sẽ về mình sẽ may cho mình được một cái tà áo rất là đẹp.